Hello các bạn, xin chào tất cả các bạn. Thì ở đây á, một đống container nè, bây giờ mình muốn sửa cái máy lo kéo này nè. Chả biết container nào hết. Bây giờ mình sẽ có cách đo và hướng dẫn cho các bạn cách đo để mà phân biệt được container 3V, 5V, 3V1, 5V1, 8V9, 9V2, 15V, bus vô chứ. Bây giờ nè, lượm ở trong đây ra con điện trở 1 kg lưu âm nha các bạn. 1 kg lưu âm. Rồi, ok, 1 kg lưu âm. Ở đây mình sẽ có một cái cấp nguồn nha. Mình làm sửa điện tử mình có cái cấp nguồn nha. Đây là cái cấp nguồn nè. Đây. Đây là cấp nguồn nha. À, một cái đầu cấp nguồn này mình kẹp quay dương của cái đồng hồ. À nha. Rồi một đầu còn lại á mình kẹp vô cái kim của đồng hồ này. Cái đồng hồ này nè đúng không? Bỏ qua thang đô DC nha. Rồi hai cọng dây của đồng hồ đây, hai cọng dây đồng hồ nè. Một cái mình kẹp qua cái âm của cái nguồn đi tới. Một cái á, kẹp vào cái nguồn quang điện trở nè. Nha, và kẹp với nguồn dương đây nè, các bạn thấy không, nguồn dương đây nè, nhớ không, nè nguồn dương nè, kẹp vô đây được chưa. Rồi như vậy thì các bạn nhìn thấy nè, à, mình cấp nguồn của mình lên là 13V, 14V gì cũng được nha, mình cho nó lên 17, 18V cũng được đó nha. Ok, cho nó lên khoảng 18V đi, 18V nha. Các bạn hiểu điều này chưa nè, có nghĩa là cấp nguồn ở 18V qua con điện trở 1 kg. Rồi mình đo đồng que đồng hồ đo là 18 ohm nè. Rồi bây giờ nè, mình sẽ mắc một cái con vener. Đây, vener này các bạn. Vener nha. Vener á, mình sẽ mắc như đây là mình biết là nó hiện bao nhiêu volt, vener bao nhiêu volt luôn. Rồi nè nha. Rồi, điện trở 1 ký. Đồng hồ, que đỏ đồng hồ, que đen đồng hồ là về âm. Điện trở 1 ký nè, này que dương nè, cái này dương nè. Đó, dương lên này ha. Vô qua điện trở 1 ký, que vô que đồng hồ. Rồi, đây là que âm. Rồi, đây là 18 nè, nhìn kỹ nè. Chứ để hôm mình làm thấy mồ luôn. Rồi bây giờ nè, kẹp này nha. Lượm đại con container này có bao nhiêu nè. Bỏ nó lên. Con này 12V nha các bạn. 12V 2 luôn nha. 12V, ok chưa. Ghi vô. Ghi vô em trai. 12V nha. Rồi ok, 12V. Đây 12V luôn. Phải không, 12V. Rồi một đống này lại nhiêu nè. Chưa có ghi luôn nè. Làm sao mỗi lần làm mỗi lần đo hả. Mệt mỏi gì đâu á. Để vô nè. Cái đầu âm của con diode này có màu đen này nha. Thì về que dương nha, về que dương. Rồi đầu còn lại là về que âm nha. Rồi mình coi vener bao nhiêu volt nè. 9.4 nè các bạn. 9.4 nó tầm khoảng coi 9.1, 9.2, 9.4 gì đó ha. 9.4 nha. Ok chưa? Rồi, giờ mình hạ cái này xuống chút xíu đi. Mình hạ 15 đi ha. 17 đi cũng được ha. Rồi bây giờ mình đo nè. 9.3 à, là coi như là con vener này khoảng 9.1, 9.2, 3 gì đó. Ok chưa? Ghi vô 9.2 đi. Đó dễ. Rồi đây nè, còn tới con này. Con này thì mình đo sao các bạn? Cũng vậy luôn ha. Rồi chỉ cho các bạn đo vener này 5.1 nha các bạn. 5.1 coi như là 5V đó. Đó 5.1. 5.1 cũng là 5V ha. Rồi nguyên chùm này ghi vô 5V thì mình cái đi. Bạn ơi. Để không có biết ghi cái gì hết trơn. Trời, làm sao đây con vener bự chà bá nè. Con vener này 1W nha các bạn. Rồi này, vener là mấy con ổn áp nha các bạn. Con ổn áp. Đó, 5.2. Rồi con này con 5.2 1W nè, ghi vô. Rồi con này bao nhiêu? Con này 9.3 1W, 9.3 con này 1W nha. Chắc con này cũng 9.3 quá. Rồi 8 9V, con này 9V nè. Con này 9.3 nè, lộn nha, coi chừng lộn nha. 8.9 là coi như là 9V. Rồi 9.2, 9.3 là hai con này khác nhau nha các bạn. Rồi 12V thì ok nè. 12V 1W, con bự đi nha. 12V 1W. Rồi. Rồi 12V, ghi vô này 12V cho thầy. À đây có rồi. Rồi như vậy thì mình kiểm tra con vener đứt hay không đứt. Đây là con vener nữa nè. Hồi nãy về mua con vener về, người ta bán con vener 12V, cuối cùng về mình đo. Thế đèn mới đau nè các bạn thấy không? Chết người. Chết người chứ. Rồi cái này con này chết luôn rồi. Con này chết luôn các bạn. Thấy không? Chết rồi. Rồi con này là nhiêu đây? 12V, bỏ vô 12V luôn cho thầy. Con này 8 8 mấy volt nè. 8.9 nè. Ghi chữ 8.9 vô đi. Rồi như vậy được rồi. Như vậy là tôi đã hướng dẫn cho các bạn một cái bài học gọi là làm cách nào để phân biệt được tất cả các con vener của mình nó còn sống. À, hay là đã mất đi rồi.
đó để mình phân biệt nó. Chứ còn bây giờ mình làm sửa máy, tôi hỏi sửa máy nãy giờ đóng vô chất quất rồi, như vậy thì con gen ơi, con gen là gì? Con gen là một con gen là ổn áp, khi mà điện ở đầu này nè bao nhiêu won không biết, à, khoảng cỡ 18-19 won gì đó, thì bây giờ mình phải qua điện trở nha các bạn. Không qua điện trở là con gen này nó chết nha, tại vì nó chịu dòng không nổi nhiều, nó chỉ có một watt thôi. Rồi bây giờ mình để vậy nè, à, đây là âm, đây là dương, thì tại thời điểm này nè mình đo đồng hồ nè, mình thấy nè, đó là nó hiển thị báo won đây các bạn thấy không, báo won đây đó. Nếu mình đo bên đây á là nó là 18 won nha các bạn đó, 18 won. Rồi các bạn hiểu không, các bạn hiểu hay bình luận bên dưới là cho chữ hiểu nha, để cho mình tiến hành dạy những bài học tiếp theo. Hãy bấm like, share và cho mình có động lực để mình còn làm nhiều cái video nữa ha. Rồi chỉnh sạc bao nhiêu gì này chưa đo nữa hả, chỉnh con máy để em được. Trời ơi. Rồi ok, 9.2 ghi vô, 9.2 9.2 rồi vô. Rồi bây giờ đó, rồi sau này mình sẽ còn những cái bài test về điện trở nữa ha, các bạn đón xem nha. Rồi bây giờ mình bye bye, hẹn các bạn video sau nha, nhớ bấm like nha các bạn, share nha, share video, ok bye.